thông qua ví điện tử vào mục thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, bấm quyên góp. Là đoàn viên trẻ này, mặc dù đang nghỉ giãn cách tại nhà, nhưng đã hoàn tất ủng hộ quỹ thắp nến tri ân từ trái tim để góp phần thắp lên những ngọn nến tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ. Sau khi thực hiện xong, mỗi người sẽ nhận được một thông điệp và ảnh thắp nến tri ân để tiếp tục chia sẻ trên các trang mạng xã hội, góp phần lan tỏa ý nghĩa của việc làm này. Được phát động chỉ trong một tuần từ ngày 20 tháng 7, nhiều cơ sở đoàn và đoàn viên thanh niên đã tích cực hưởng ứng. Đoàn thanh niên Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tuyên truyền, hưởng ứng và ủng hộ đóng góp quỹ thắp nến tri ân. Thông qua hoạt động này, Đoàn thanh niên Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng mong muốn tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay. Chúng tôi mong muốn các bạn sẽ chia sẻ đường link và ảnh thắp nến tri ân để nghĩa cử tri ân của chúng ta được lan tỏa rộng rãi. Có thể chúng ta phải giãn cách xã hội, nhưng không có khoảng cách nào của lòng tri ân của những người trẻ hôm nay với những người đã hy sinh vì đất nước. Bước đầu, số tiền ủng hộ của gần 1.000 lượt đoàn viên tại chương trình đã được đoàn khối các cơ quan trung ương quy tặng thành 10.000 cốc nến gửi tới tỉnh đoàn Nghệ An để tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào tại huyện Anh Sơn. Chúng ta đang phải giãn cách xã hội, nhưng không có khoảng cách nào giữa tấm lòng tri ân của những người trẻ hôm nay với những người đã hy sinh vì đất nước. Đó là mong muốn truyền đi thông điệp nhân văn, ý nghĩa của những người trẻ trong ngày kỷ niệm ghi công những thương binh, những anh hùng liệt sĩ.